anh về là nó em vẫn nghe kiểu kiểu to luôn này. Bò dê thì thứ này thôi, không cần. Đây thôi, cần phải to. Không cần nhỏ. Thôi, hôm nay ăn tiệc con nha. Phải cho nắm muối vãi vào với lại khi gấp gạo nó ok. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.